vị thính giả đang nghe chương trình podcast do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thực hiện. Hiện nay, podcast của HCDC đã có trên nền tảng Spotify. Hãy truy cập ngay hcdc.vn/s để có thêm trải nghiệm nghe thú vị. Thưa quý thính giả, trong gia đình khi phát hiện người mắc bệnh lao, các thành viên sống cùng nhà sẽ rất là lo lắng và có nhiều thắc mắc được đặt ra như không biết là cần phải làm gì để phòng ngừa bệnh này, rồi sẽ đến đâu để có thể tầm soát phát hiện bệnh lao và làm các xét nghiệm gì, chi phí bao nhiêu. Để giải đáp những thắc mắc này, hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Ngọ, phó khoa khám bệnh Trung tâm Y tế quận 1. Thưa bác sĩ, khi có người thân bị bệnh lao và sống chung cùng gia đình thì cần phải làm gì để chúng ta phòng ngừa bệnh lao cho các thành viên khác ạ? Đối với tôi, khi mà gia đình có người mắc bệnh lao, trước tiên đối với người bệnh, thứ nhất cần phải đeo khẩu trang, thứ hai là cần phải vệ sinh ho khạc, thứ ba là rửa tay thường xuyên, thứ tư là cần phải ăn uống cho tốt. Ngoài ra cái quá trình nghỉ ngơi, sinh hoạt này kia cũng là nhẹ thôi. Ngoài ra thì cái quá trình điều trị cần phải tuân thủ điều trị tốt theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Còn đối với lại người thân thì cần phải là gọi là nhà cửa phải cho thông thoáng, có cái sự gọi là trao đổi không khí trong môi trường ở trong gia đình ha, cũng vệ sinh tốt, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, không thức đêm, không tắm đêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải đến phòng khám lao để được tầm soát bệnh lao nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn nguồn lây trong gia đình. Dạ vậy thưa bác sĩ có thể nói cụ thể hơn về quy trình tầm soát lao là như thế nào ạ? Về chi phí khám hay là các loại xét nghiệm sẽ được thực hiện ạ? Thì về cái tầm soát bệnh lao của người thân trong gia đình, khi đến phòng khám lao sẽ được miễn phí hoàn toàn. Và với các kỹ thuật như test măng tu nhằm phát hiện sớm lao tiềm ẩn, chụp X quang lưu động nhằm phát hiện cái tổn thương tại phổi. Ngoài ra thì chúng ta có cái kỹ thuật gọi là sinh học phân tử xét nghiệm genic bạch đàm nhằm phát hiện cái vi trùng lao hoạt động. Dạ, như bác sĩ có nhắc đến nhiều loại xét nghiệm như là test măng tu, chụp X quang, vậy thì xin bác sĩ cho quý thính giả được rõ hơn là cái thời gian mà trả kết quả xét nghiệm là bao lâu để người được tầm soát biết là mình có mắc bệnh lao không ạ? Khi mà khai thác thì thấy có tình trạng gọi là tiếp xúc với người bệnh đó, thì ở đây anh sẽ cho thứ nhất là chụp hình phổi, thứ hai là test măng tu, sau đó sẽ cấp cái lọ đà, lọ ít bệnh đó. Và khi test măng tu thì quy định đó là sau 48 giờ hoặc là trước 72 giờ mình sẽ đọc kết quả thì nó chính xác nhất. Thì anh sẽ hẹn 2 ngày sau để được đọc kết quả ha. Và đối với ít bệnh thì chỉ 2 giờ là có kết quả. Hiện nay là chỉ có 1 tiếng 45 phút nữa. Thì anh sẽ là hẹn người bệnh sáng hôm sau nộp đà để mà được xét nghiệm. Tại vì không phải mình làm cho một người, mình làm rất là nhiều mẫu, cho nên là mình hẹn kỳ sau thì chắc ăn nhất. Dạ xin cảm ơn bác sĩ ạ. À, bác sĩ ơi, vậy thì nếu kết quả trả về là âm tính hết thì sau bao lâu thì mình cần phải tầm soát lại ạ? Nếu như lần này phát hiện không ra, quá trình sinh hoạt làm việc thì có triệu chứng ho kéo dài cũng như là sốt đến lạnh về chiều thì cũng nên đến phòng khám lao để được tầm soát lại, chứ không phải là tầm soát một lần là xong ha. Rồi ngoài ra có thể là 1 tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau thì chúng ta cũng có thể đến để mà được tầm soát đó. Chỉ có cách đó là mới bảo vệ được người thân. Vâng, xin cảm ơn những thông tin bổ ích từ bác sĩ. Thưa quý vị thính giả, ai cũng có thể có nguy cơ mắc bệnh lao và hiện nay thì việc tầm soát lao là hoàn toàn miễn phí tại phòng khám lao của các trung tâm y tế. Do đó là nếu chúng ta thuộc nhóm người tiếp xúc gần, thường xuyên với bệnh nhân lao phổi thì quý vị hãy đến ngay phòng khám lao để được khám, tư vấn và tầm soát bệnh miễn phí các bạn nhé. Quý vị đừng quên theo dõi HCDC để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.